Tứ Kỳ, một huyện lỵ của tỉnh Hải Dương, nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, chung quanh được bao bọc hầu như bởi các con sông nhỏ của hệ thống sông Thái Bình. Trong thời kỳ Pháp thuộc, nhân dân nơi đây đã sớm giác ngộ cách mạng, xây dựng lực lượng du kích, tổ chức cơ sở đảng để chống phá sự càn quét của giặc. Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Tứ Kỳ thành lập nhiều trận địa pháo phòng không, bắn hạ nhiều máy bay địch. Bên cạnh những anh hùng liệt sĩ, những cán bộ chiến sĩ lão thành được Tổ quốc và nhân dân ghi công, thì những cây cổ thụ trong vùng cũng là di tích sống, minh chứng cho tấm lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của người dân Tứ Kỳ. Về thăm thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nơi đầu tiên chúng tôi được đồng chí bí thư chi bộ Phùng Xuân Du dẫn đến, đó là cây đa nằm giữa thôn. Vào một ngày giữa tháng 6 oi ả, được dừng chân dưới gốc đa và nghe kể chuyện về người dân Tiên Động anh hùng, càng cảm nhận sâu sắc hơn ý chí kiên cường, vượt khó, một lòng theo cách mạng của người dân nơi đây. Thế mà các cụ, các bậc cao niên trong làng ấy, thì đều nói là khi tôi lớn lên thì đã thấy cây đa nó to như thế này. Thế và ngay như thế là cái Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam mà cũng đã về đây, thế là điều tra thẩm định thì cũng nói và khẳng định là cây đa này có trên từ 300 năm đến 500 năm tuổi. Trước kia ấy, là địch thường xuyên vào trong làng này bắt gà lợn thế của nhân dân, đồng thời là vơ vét của cải. Để quản lý và theo dõi nó được ấy, thì địch bắt nhân dân ta chặt hết toàn bộ những cây cối to để chúng tiện theo dõi lực lượng Việt Minh của mình. Thế và cái lực lượng bộ đội của chúng ta thời kỳ đó ấy, có cái may thế là cái đồng ruộng nó nhiều. Thế những vụ như thế cây lúa có thể là buổi tối ta đột nhập vào ấy, để là bám sát địch, ngay sát nó địch. Thế còn lại thế là có lợi dụng cây đa này ấy, thì ta làm cái vọng gác viễn tiêu từ trên cây đa này là theo dõi, cũng nắm được cái bột đồn bốt ở ngay chỗ cầu xe, ngay chỗ Đồng Am, thế và kể cả An Thổ và ngay cái tuyến đường 191 từ Quý Cao lên cũng đều theo dõi và nắm được hết. Ngoài việc đem bóng mát và chứng kiến sự kiên trung của quân và dân Tiên Động, cây đa này cũng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến, che giấu cho du kích địa phương theo dõi các hoạt động của địch để xây dựng kế hoạch ứng phó. Trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì nhân dân Tiên Động này là giao cho đồng chí, tức là giao cho anh Lương Văn Kha, đấy, thời kỳ đó là du kích, đấy, làm cái công tác như thế là trèo lên cây đa để quan sát và thông báo để cho lực lượng du kích và nhân dân biết khi địch đến lại càn vào làng, để nhân dân phòng tránh và du kích như thế là chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu. Thế sau đó thì là huyện điều đấy, đồng chí Lương Văn Kha về đơn vị trực tiếp chiến đấu. Thì xã lại giao cho thì đồng chí Trần Thị Hữu thì hàng ngày từ 4 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ngày nào thì đồng chí Trần Thị Hữu cũng trèo lên cây đa để truyền hết từ cái cành này sang cành khác để theo dõi địch ở bốt cõi, bốt Đồng Am, bốt An Thổ và cái hướng địch từ Quý Cao lên để thông báo nhân dân. Không chỉ là trạm gác tiền tiêu, là ngôi nhà thứ hai cho người nữ du kích Tiên Động Trần Thị Hữu làm công tác theo dõi tình hình địch suốt những năm dài kháng chiến chống Pháp, mà trong kháng chiến chống Mỹ, cây cũng là điểm tựa chở che cho lực lượng bộ đội về làng lập trận địa pháo cao xạ, bắn rơi nhiều máy bay địch. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cây đa có dược đây cũng là cái điểm tập kết xe của bộ đội kéo pháo về đây để bảo vệ cái khu vực cầu xe. Thế thời kỳ có những ngày như thế là có 5-6 chiếc xe zin của bộ đội kéo pháo 37 đấy về ở đây. Cái đa lúc đấy thì cái cành lá nó rất xung xuê, thế mà pháo xe đỗ ở ngay dưới ốc đa này thì đứng ở bên ngoài máy bay ở bên trên thì không thể phát hiện được. Theo lời bí thư chi bộ Phùng Văn Du kể, chúng tôi tìm về thôn Hòa Nhuệ thăm người nữ du kích kiên cường Trần Thị Hữu. Cụ Hữu năm nay đã bước sang tuổi 98, trí nhớ không còn minh mẫn, mắt đã mờ, tai đã nặng. Nhưng khi nghe chúng tôi hỏi chuyện về thời kỳ hoạt động cách mạng gắn với cây đa đầu làng, cụ như được tiếp thêm sức, hào hứng kể chuyện. Trèo lên cây đa thì
bà nhìn thấy giặc Pháp báo động cho nhân dân để tránh như thế nào, bà kể lại cho con nghe với. Trời nó cứ ra thì ngồi xem dân dân người ta làm. Thế mà thấy Tây đến đâu đấy mình đã biết rồi. Thế là báo cho dân người ta biết, đáng cho cái gì thì làm cái đấy. Là bí thư chi bộ rồi thì các cái làm hết, làm đến giờ đi, rồi già thì thôi đi. Tham gia cách mạng từ khi Việt Minh về làng vận động nhân dân xây dựng lực lượng du kích, đứng lên chống giặc Pháp. Ngoài đảm nhận nhiệm vụ chính là ban ngày túc trực trên ngọn cây đa để theo dõi hoạt động của địch, thì lúc đó, đêm về, cụ Hữu còn cùng lực lượng du kích và bộ đội địa phương áp sát bốt giặc để gây hấn, làm cho giặc phải e sợ khi thực hiện những trận càn quét, cướp bóc trong làng. Cụ Hữu cũng đã từng bị giặc Pháp bắt, đem đi giam cầm qua các nhà tù từ Hải Dương đến Hà Nội. Được thả tự do về làng sau chiến thắng năm 1954, cụ tiếp tục phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng Tổ quốc sau này. Tinh thần dũng cảm chiến đấu hết mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, cụ Trần Thị Hữu đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý. Cùng với cây đa ở xã Tiên Động, thì cây đề ở xã Chí Minh, nay là thị trấn Tứ Kỳ, cũng là một nhân chứng sống, chứng kiến nhiều tội ác của giặc Pháp và là địa chỉ che chở, nuôi giấu nhiều hoạt động cách mạng của người dân tại Tứ Kỳ. Cây đề này thì trước kia thì thường thường là cái chỗ hội họp của du kích của xã Chí Minh. Có ám hiệu thì tất cả tập trung vào cây đề để họp, xong là phân công nhiệm vụ để vây chiếm các cái bốt nhân dân đã dụ được một con ba Pháp về nhà ông Đốc ở thôn La Tỉnh để giết. Và từ chỗ đó thì là Pháp bắt 52 người dân vô tội và giết nã bằng súng máy chết. Từ đó là nhân dân xây dựng cái bia căm thù. Thì hiện bây giờ là các hải cốt của những người dân vô tội nằm ở trong bia căm thù cách đây chỉ 200 mét. Không chỉ chứng kiến sự tàn ác của giặc Pháp đối với nhân dân du kích trong vùng, mà cây đề cũng chứng kiến nhiều hoạt động cách mạng của quân và dân yêu nước. Một trong những người con anh dũng của đất Chí Minh xưa, đó là đồng chí Trần Trọt. Năm 1952, ông đã cải trang là người đi đơm đó vào ban đêm và đã cơm giả điếc để tiếp cận bốt an nhân. Ông thường trèo lên cây đề để quan sát các cái hoạt động của giặc và sẽ vẽ lại cái sơ đồ của trong bốt mà sẽ kịp thời báo cáo cho du kích xã Chí Minh vây chiếm bốt. Không mất một viên đạn nào. Cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ lão thành cách mạng tiêu biểu được tưởng nhớ vinh danh như các đồng chí Lã Văn Quỳnh, Trần Lẫm, Phùng Văn Bao. Năm 1952, đồng chí Trần Trọt, du kích tiêu biểu xã Chí Minh, được Bác Hồ khen tặng 8 chữ vàng, tặng chú Trần Trọt, cán bộ gương mẫu. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới, lớp lớp thế hệ cha anh Tứ Kỳ đã lên đường phục vụ cách mạng và hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Hiện toàn huyện có 216 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 4.333 liệt sĩ và rất nhiều thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Gắn với nhiều chiến thắng vẻ vang, ngoài cây đa ở xã Tiên Động, cây đề ở thị trấn Tứ Kỳ, thì trên địa bàn toàn huyện có tổng cộng 34 điểm di tích lịch sử cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đối với huyện thì ngoài cái việc mà chỉ đạo để xây dựng các cái điểm di tích lịch sử theo cái đề án được phê duyệt thì cũng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tất cả các ban ngành đoàn thể, các cái tổ chức chính trị xã hội luôn tuyên truyền cho nhân dân và các thế hệ đi sau hiểu về các cái giá trị lịch sử, các di tích lịch sử và từ đó là phát huy bảo tồn và có cái giáo dục cho các thế hệ sau để trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm sao mà phát huy và kế thừa để làm sao xây dựng huyện Tứ Kỳ ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh.